Mở bán lô đất trên 100 mét dài trên trục đường, container tránh nhau thoải mái. Lô đất hơn 2 hecta đất rừng. Đây chính là trục đường vòng quanh của phần lô đất rừng rộng 2,1 hecta. Lô đất này nằm sát cạnh với phần của trục đường cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang, nằm tại khu vực vị trí khu 1, xã Hà Lộc. Đây chính là những hình ảnh về con đường và phần phạm vi dọc theo và ôm lấy phần lô đất. Và đây chính là hình ảnh của con đường cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang và hình ảnh của flycam quay từ phía trên của lô đất của chúng ta. Đó là lô đất 2,1 hecta và thời hạn sử dụng thì rất là rõ ràng ở trên sổ. Hiện bây giờ thì sổ của chúng ta đã được cấp từ thời điểm mà trước và đã có sổ chính chủ để sẵn sàng sang tên ngay. Đất là loại đất, đó là loại đất rừng và với chiều rộng của mặt đường cực kỳ đẹp. Lô đất này chúng ta có thể hạ cốt và có thể tạo nên những dự án hoặc là những công trình và xin để thực hiện cấp phép và sau đó tổ chức triển khai và hoàn thành. Quý nhà tư đang thực sự quan tâm đến một lô đất to rộng tại vị trí sát cạnh với đường giao thông và có tiềm năng tăng giá rất tốt cũng như có nhu cầu và khả năng sử dụng rất tốt thì hãy comment xuống và để lại ngay thông tin ở bên dưới video này và liên hệ ngay với Trần Xuân Bình ở bên dưới video.